hai cái, hai cái. Trời ơi, bánh kem vô tới rồi cô chú anh chị ơi. Đó. Còn một cái ngoài đây nữa. Ủa, tới hai cái là hai hả? Cái lần em mãi tưởng đâu một cái vô. Hai cái lần, hai cái lần. Hai cái. Ủa không ai hỗ trợ nấu vàng hết, nó đi hết chưa? Ý anh nấu vàng kìa. Được không chị? Bên nào, bên nào? Ra bên nào? Em gì bự dữ hả? Đó con đó. Lót cái đi là bắt đầu không có nữa. Nhẹ nhẹ nha mọi người ơi. Cái này là phải cẩn thận. Ơi lên đây nè chị qua. Ờ ơi. Ờ đây là ngôi ngôi nhà tiết nha cô chú anh chị. Nhẹ nhẹ tay thôi nha. Rồi rồi bây giờ mở ra trước. Đẹp quá. Đó bây giờ là mấy anh em sẽ mở cái bánh kem này ra nha. Cái bánh kem này rất là bí mật luôn á. Cẩn thận nha, cái này là phải cẩn thận nha, cái này là nó căng lắm á, nó không phải như ngôi nhà đâu. Wow, quý vị thân đẹp quá ta. Rồi dính hình bên rồi. Rồi dính tới hai bên luôn. Cái bánh nó bự quá mà. Hai bên. Hai bên luôn hả? Hai bên. Bên nào con bánh bây giờ? Bên mèo. Trời ơi. Không không mình xây cái mặt nào đẹp á lên đằng trước. Ủa mà gì đó. Làm công phu lắm hả chị? Làm hai cái đó. À bây giờ xây cái đi qua đây nè. Đó. Mình xây cái mặt tiền ra ngoài chứ. Nói chung mấy là vận chuyển là phải dính hết rồi. Vận chuyển mà. Quay cái ông này đi ra đằng trước này chứ. Đúng rồi, đúng rồi đó. Nè quay cái ông này ra đằng trước chứ quay ông dòm nhà hả? Ông ngon căn nhà hả? Nè cái ngôi sao nè, anh nhìn cái ngôi sao nè là nó đằng trước, nghe chưa? À vậy đó, đúng rồi. Nhẹ thôi. Bây giờ cái quan trọng là mang lên trước nè. Xác thôi bây giờ đã mang. Để nãy mình đem cái mang đựng thở. Mang đựng thở ha. Để ra cho mấy đàn ông nó kinh đi chị. Thôi ba. Nè 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 nè. Ôi cái cây thông này nguy hiểm quá. Cái cây thông này nó già nó là mày. Cung kinh đó nha, cẩn thận nha mọi người. Để em nghe anh biết điều chỉnh mà. Cây thông mà nó già rồi đó. Đi nhẹ nhẹ thôi. Thông mình tới công chuyện rồi. Biết nãy để cái bàn vô lên đó trước đi ha. Ừ, phải đóng lên đó trước. Coi đi từ. Rất là đẹp. Bánh tráng. Quá cái bánh kem đẹp rồi, cái thông quá đẹp luôn. Cho bao bì lên. Thay. Đây sao qua đây nữa, qua đây nữa. Đây là cái chân nhã bình bông kìa. Rồi chân mình chuẩn bị cái bàn kia luôn. Ở đây là chân nhã bình bông đó nè, dạ bình bông xúc vô mấy. Bình bông ở đem qua mặt kia luôn đi. Ừ. Lý do sao mà bận được cái bánh kem này, chưa con ở trên trời, cậu nam con hát nên mời chúng ta. Cái thông này nó không bị dính là nó đẹp lắm. Bự quá. Đẹp chưa, đẹp chưa? Xuống. Trời ơi, trèo lên mụ luôn. Trời ơi, con chó này nó quá phá rồi. Đi ra chó ơi. Chị cho em xin chụp tấm hình ra.
Đưa trái chắc bông lên chụp hình mới đẹp. Đó thì bây giờ mà đây là cái bánh kem của các anh chị ơi. Đó, rất là đẹp ha. Đây là bánh kem phải vô trong đây nó mới được nè. Từ đó giờ mới thấy cái bánh kem đầu tiên luôn á. Trời, cái bánh kem bự bằng cái mẫu chú luôn kìa. Quá trời đẹp. Đầu tiên mới thấy luôn đó. Ngộ thiệt. Đẹp không chị? Đẹp không mọi người? Một ngôi nhà tuyết và một cây thông. Ông già Noel. Ừ, chúc mừng Giáng sinh. Cái này là quay cận cảnh lại cho bà con xem. Cái đợt trước mình hói quá mình không có quay được gì luôn. Không có một xe. Ờ, hai xe luôn. Xe luôn. Ờ, đang có khán giả đến coi chú anh chị. Hai xe buổi sáng luôn ha. Ôi, bữa nay là chủ nhật mà là Giáng sinh nữa. Quá trời đông luôn. Quá đẹp. Ơi mình xét vô luôn chưa nhỉ? Anh, cái này bàn này mình xét vô hết luôn chưa? Đang cho cô chú khi có đường về diễn ha. Giả vô quá chừng. Thôi đúng rồi, cái bàn này cúng đi thắp hương cho chú Vũ Linh. Không chờ Niu hả? Hả? Chờ Niu đi. Gọi đi vậy. Để nãy nói 30 phút mà. Bây giờ mình đầy đủ hết mình cũng đi. Đi đường trong nè, cô. Anh chứ cũng sắp tới rồi đó. Dạ chào mấy cô nha. Dạ chào mấy cô nha. Dạ chào các cô. Chào các cô. Đưa lên YouTube đây nha. Dạ. Cũng đi hết rồi. Mấy cô đến thắp hương buổi sáng rất là đông của chú anh chị. Tới hai xe luôn. Dạ, cô ở Sài Gòn. Anh coi viên rào, cái hàng rào này nó hơi chặt xíu. Dạ, hơi chặt. Đây đang có cái bàn cung. Cô chú thông cảm đi, đi vô đó sẵn là đi ra. Đi lâu chạy đi, mình phải dùng luôn vậy đó. Dạ, đi vòng luôn cô, đi vòng tròn luôn. Ơ như cái đó dĩa của mình phải không? Cái nào? Cái dĩa với cái coi chừng ở xuống. Để cô chú hấp nhang xong bây giờ mình lên bàn đi lên cúng luôn. Đúng rồi. Rồi giờ là mấy chị đang dọn ở bên trong rồi chú anh chị ơi. Bây giờ mình sẽ vào bên trong ha. Wow, có tôm nữa nè cô chú anh chị ơi, tôm chay nha. Đây gì đây, gỏi ngó sen với lại cà rốt. Rồi có con tôm nữa kìa, tôm chay. Làm con tôm này hay quá ha. Đậu phộng, rau răm nữa phải không chị? Rau răm ngoài xe chị đem vô chưa? Không có, chị đem vô. Giờ chị bóp vô luôn ha. Cái nào mình cũng cái nào cũng để quần bên cho. Ở đây cái video của Hiền Tiên kết thúc cô chú anh chị ơi. Chúc cô chú anh chị đang xem có một ngày tốt lành nha.